Đây là thẻ nội bộ của Nhân đi qua cửa. À, như đã hẹn với các bạn ở tập trước thì tập này là Nhân sẽ vào trong Vinh Ba trải nghiệm cái bức hình mà Thái tử Bao Long. Người ta nói rằng là cái bức hình này khi mà Thái tử chết đi thì cái gương mặt của Thái tử hiện về ở phía sau lưng của bức hình này. À, xin mời các bạn đi theo Nhân để trải nghiệm. Ở Vinh Bảo Đại có một cái điều thú vị là khoảng năm 2000 trở về trước thì muốn vào thăm Vinh Bảo Đại thì vào đây thì người ta sẽ cho mình một cái bịch ni lông, bỏ cái đôi giày, đôi dép vào trong bịch ni lông và xách đi tham quan lòng vòng ở trong khu vực Vinh Ba. Còn bây giờ thì vài chục năm gần đây thì người ta bố trí ở khu vực phía trước cổng lối vào này là những cái đôi vớ, thì khách sẽ chùm cái đôi vớ này vào trong đôi giày của mình. Cái thời điểm đó đưa cái phát cái bịch ni lông mà cho khách bỏ đôi giày đôi dép vô thì người ta hình dung đến cái vở diễn là một cái tuồng là nghêu sọ hến, à với trong vai chùm sò đi đâu là cũng đôi guốc đôi dép cặp nách ha, không rời cái đôi guốc đôi dép này. Còn bây giờ thì với cái cách mà chồng cái đôi vớ vô cái chiếc giày dép này thì người ta liên tưởng đến là của phim Oshin của Nhật. Với từ Oshin này người ta thường hay dùng cho những người ở Oshin đi cái bởi vì sao? Bởi vì khi mà mang cái đôi vớ này vào và đi ở trên trong những cái sàn gỗ trong nhà này góp phần là cho cái sàn nó sạch bóng hơn. Đây giờ mình mang cái đôi này vô nha các bạn ơi, giờ mình là Oshin nha. Mang cái đôi này vô là Oshin nha, chúng ta coi Oshin là sao? Oshin là cái người mà dọn dẹp nhà cửa. Mình mang cái đôi này vô là Oshin nha. Đó, giờ đây là sàn. Cái điều đặc biệt ở trên bàn làm việc của trưởng bảo đại là có hai cái điện thoại, một cái điện thoại là có quay số, một cái điện thoại là không có quay số. Như vậy thì điện thoại nào gọi trong nội bộ và điện thoại nào gọi ra ngoài? Đây, cái điện thoại này là không có số nè, là có quay số nè. Một điều đặc biệt ở tại bàn làm việc của bảo đại là hai cái điện thoại này. Chúng ta trải nghiệm cái phần tiếp theo ha. Đây là giường của Thái tử. Chị ơi, dạ, xin bước ra chỗ còn chị. Đây. Đây các bạn thấy em sau lưng của Nhân là cái tấm hình của Thái tử Bảo Long. Bây giờ sẽ zoom lại gần xem tấm hình nó có gương mặt người nha. Thấy cái cận sau lưng trên cái nón không có cái tấm hình có. Đây các bạn quan sát kỹ nha, chỉ có một tấm này duy nhất thôi, chỉ có Vinh Ba này mới có tấm này thôi, Vinh một thì cũng không có, chỉ riêng cái Vinh Ba này thấy là có cái nét hao hao giống Thái tử Bao Long. Thì cái tấm ảnh này chụp lúc 19 tuổi, Thái tử Bao Long này 19 tuổi ha. Đó, các bạn có thể quan sát kỹ. Bạn đón thử cái vòi nước này có bao lâu? Vòi nước này là gắn sau này mới thay, chứ không phải là vòi nước từ thời Bảo Đại. Bảo Đại bây